bây giờ sao, mình có A, mình có thằng B, cái mẹ F, mình có C, mình có F, cái cuối cùng mình chơi C chấm F on của thằng B. Ý nghĩa là gì? Ủa, lấy thằng B ép một nùi vô cho thằng A, lấy thằng B ép một nùi vô cho thằng C, tức là khúc đầu là thằng C gốc, rồi sau đó mình lấy nguyên thằng B ép cho thằng sao, nó dài ra thêm mình đóng nữa, chịu không? Rồi, đó là add on, rồi remove on. Cái remove on này nó cũng ngộ lắm. Remove on đó là hiệu của hai tập hợp, hiểu không? À, tức là trừ nhau đó, à trừ nhau nó ra sao? Cái nào trùng nhau mất, cái nào trùng nhau mất, nào trùng nhau mất, anh nhớ không? Rồi thì ta on tức là sao? À, giao hai tập hợp, giao hai tập hợp với nhau, giao hai tập hợp với nhau thì sao? Nó có hai tập hợp mình giao với nhau, vậy cái nào trùng thì nó sẽ không ẹp vô, còn cái nào khác thì nó ẹp vô, anh hiểu không? Vô này có 1, 2, 3, thằng kia 2, 3, 4, thì bây giờ cái thằng 2 với thằng 3 nó trùng đúng không? Nó thành là 1, 2, 3, 4, hai thằng trùng á, giao lại, ừ giao, nó gom lại đó. Rồi content on tức là mình so sánh coi coi arraylist này với arraylist kia nó có y chang nhau không ạ? À? Tất cả là của thằng này nó có giống như tất cả của thằng kia không? À, kiểm tra sự tồn tại cho nó khớp nhau không? Rồi. To array là chuyển từ cái arraylist sang cái array. À, nó chấm to array cái quốc cái này vô mình nó thí dụ. À, cái này mình nói thí dụ như giờ vậy. Tôi đang có một cái arraylist integer đúng không? Bây giờ tôi tạo ra một cái mảng integer nè, in d vuông vuông bằng new in. Bây giờ vấn đề ở chỗ là mình bây giờ mình chuyển một cái, mình đổ một array list vô trong cái array, vậy bây giờ phải cấp phát bộ nhớ cho array bằng array list. Đâm ra chỗ này mình cấp phát hay mình để số 5 đúng không, nhưng mà đâu biết là số mấy. Đâm ra chỗ này mình đề là c.size, tôi tạo ra một cái mảng mà cái mảng đó nó có kích thước đúng bằng cái array list luôn, hiểu chưa? Rồi sau đó tôi đổ nè, tôi đổ qua ha, thì là sao? Nó chấm to array, c chấm to array đưa cái thằng d vô. Sao nó không chịu đây? Thằng này là integer của ta. Rồi. Giờ đổ, tức là nói chung là nó convert á, convert array list vô một cái array. Được không? Rồi. Rồi, ngoài ra là sao? Ngoài ra array list này nó có thêm một cái hàm hỗ trợ, một cái hàm hỗ trợ nữa cho cái xin lỗi, nó có thêm một cái lát nữa để hỗ trợ cho array list là cái lát collection. À, thì lát collection này nó có những cái hàm như sau, thí dụ tìm kiếm nè, thí dụ ở đây là xài đối tượng collection nha, collection này có đó chấm binary search, binary search. À rồi đưa vô là cái gì? Đưa vô là cái list là C, đưa vô cái cần tìm kiếm năm, thí dụ vậy. À đó, nó tìm kiếm trong array list. Field là gán giá trị, thí dụ collection chấm field, field cái thằng C với toàn bộ giá trị là số 5. Vậy bây giờ thằng C đó nó đang có bao nhiêu phần tử, thì bây giờ đang có bao nhiêu phần tử và giá trị nó cũng tùm lum tà la cho đúng không? Vậy mình field một cái quất 5 vô hết,
đổ toàn bộ cái số 5 vô mấy phần lận thôi. Nhưng mình xóa xóa nó bằng một cái gì đó mà đè lên vậy đó mà. Fill, mình đổ toàn bộ cái giá trị lên. Rồi. Server tức là gì? Hoán đổi ngẫu nhiên. Hoán đổi ngẫu nhiên. Bây giờ cái array list của mình đang 1, 2, 3, 4, 5. Mình chơi collection chấm cái thằng C. Rồi bây giờ array nó đang là sao? 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ file một cái là nó đảo lộn xộn nó. Nó đảo tá lả đó. À, đảo ngẫu nhiên. Rồi. Còn sort là sắp xếp theo kiểu sort sắp xếp theo kiểu tăng dần, sắp xếp cái array list lại tăng dần. Revert là đảo ngược, nó đang 1 2 3 4 5 gặp revert nó thành 5 4 3 2 1. Revert. Rồi. Rotate cái này mình không biết là cái gì nữa, nó có là xoay vòng. Xoay vòng là sao ta? Xoay vòng. Xoay vòng này tôi không biết là cái gì nha, để coi lại coi. Rồi, swap. Swap là cái gì? Hoán đổi. À, hoán đổi. Ví dụ như là collection chấm swap. Swap cái mã cái list, tìm trong đó thằng nào số 3 đổi thành số 7. Trong đó nó phải có nhiều thằng 3. 3 nó phải có nhiều thằng 3. Bây giờ tìm đó chỗ nào 3 cứ bụp nó thành 7 với tôi. Nó có 2 3 4 3 gì đó cả không cần biết. Cứ thấy 3 là đổi thành 7, thấy 3 đổi thành 7 là xong. Chịu không? Rồi. Nè, demo nhập danh sách 5 câu hỏi. 5 câu hỏi là giống như là 5 cái câu, 5 cái chuỗi đi, 5 cái string. Rồi, sau đó là sao? Cháo ngẫu nhiên và xuất danh sách câu hỏi ra đã được cháo. Cháo ngẫu nhiên là xài cái về nãy đó, cháo nó lộn xộn, xuất ra. Xuất ra thì dòng for duyệt nó xuất rồi. Rồi. Bây giờ cái sọt này mới mệt nè nha. Ôi trời ơi, cái sọt này nó mệt lắm. Có hai cách sử dụng collection chấm sort. Một là sử dụng hai cách là một là sử dụng collection chấm sort để sắp xếp theo kiểu array list theo cái đối tượng. Thì nó có thứ nhất là collection chấm sort đưa array list vô. Đối với phần tử có khả năng so sánh, tức là khi mình sắp xếp, mình sắp xếp một danh sách integer thì mình chấm sort cái nó ra liền. Danh sách chuỗi sort dẫn ra nha. Ví dụ thằng tên Tèo, thằng tên Tiên, thằng tên Tiên, mình chấm sọt nó dẫn ra. Nhưng mà bây giờ giả sử, ví dụ tôi sắp danh sách con chó, bây giờ sắp theo cái gì? Có phải con chó nó có là tên con chó, nó có tuổi, đúng không? Nó có màu lông thì tôi đâu biết. Bây giờ sắp theo gì? Sắp theo tên alpha b hay sắp theo tuổi hay sắp theo màu lông? Mình có ý tưởng không? Đâm ra là cái dạng mà phức tạp, tức là mình phải sắp xếp theo cái kiểu là đối tượng mà trong đó nó có nhiều thuộc tính, mình phải lựa ra mình sắp xếp, chịu không? Rồi thì cái này mình sẽ chút xíu mình sẽ viết từ từ. Rồi hết bài đó ha. À, rồi vô đâu đừng mừng hụt.